con nay dạ con có một số việc muốn trao đổi với gia đình. Ừ. Đi con. Đi nói dữ. Dạ. Nội ơi, con cảm ơn nội, con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cô Điện Út đã tổ chức cho con một buổi sinh nhật tràn đầy hạnh phúc. Dạ, còn con cũng xin cảm ơn gia đình đã tổ chức cho chúng con một buổi sinh nhật thật vui vẻ. Chị Hai, cái này chị ghé em hay là các chị vậy? À, em ghé chị. Chị ghé em. Em ghé chị. Chị ghé em mà. Thôi thôi, nghe bà nói nè, hai đứa sinh đôi, làm sinh nhật cùng ngày, không có ai ghé ai hết. Hai con sinh ngày 30 tháng 4 năm 75, cũng là ngày miền Nam ta hoàn toàn giải phóng. Hai cháu biết không, cũng cùng lúc đó, con Dượng và mẹ cháu cùng đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Đó, chị nhớ nha, chị hơn em có tí xíu mà nè. Rồi rất vui khi gặp lại ba mẹ, cô Dượng con, và nhất là được hai đứa cháu nội kháu kịch dễ thương. Chỉ có buồn, trong ngày vui ấy, ba con trở về với đôi chân phương tập. Ba là Ninh Tê Bốn hoạt động nội thành. Ngày 27 tháng 4, ba giả người đạp xích lô đạp gần tới nhà thờ Đức Bà thì bất ngờ có tên sĩ quan dùng kêu ba dừng xe lại trên sáu ba và bị thắng xe bước xuống. Thưa ông, nhà tôi thị nghè, vợ tôi bị bụng sắp sanh nên tôi phải về đưa vợ tôi đi sanh, xin ông thông cảm. Tôi đại ví dụ đành lục không trả lời liền móc xuống ra tôi sáu ba ba bình tĩnh tôi nói với hắn, tôi chỉ là thường dân chỉ biết đạp xích lô thôi, xin ông tha cho tôi. Hắn trả lời ba bằng hai phát súng bắn chặt chân ba. Thật không đáng mà. Ba đau quá, ba mới la lên, tại sao con bắn tôi có làm gì đâu. Hắn cúi đầu rồi lặng lẽ bỏ đi. Ba mới lết vô điện thì một lát sau có một cơ sở đưa ba đến nhà tôi điều trị. Ba còn nhớ rất rõ gương mặt của hắn. Và vết thương ấy vẫn chưa lành hẳn. Mỗi khi trái gió trở trời, nó đều gần hành ba nhức nhối. Con cầm hờ kẻ nào đã bắn vào chân của ba, làm cho ba phải mang thương tật suốt đời. Mình à, hôm nay là ngày vui của các con. Dắt chị đến cái chuyện đó. Thì vợ chồng mình đã đồng cam cộng khổ nuôi dạy hai đứa con ở trên người như thế là đủ rồi. Chẳng ai nhắc, anh kể cho hai đứa nó nghe. Mẹ ơi, con nhớ năm hai chị em con vào lớp 6. Mỗi ngày mẹ phải đạp xe đưa đứa chị em con cứ cổng ma thương. Qua rất là mù khoai đau nhớ. Ba mẹ lúa cờ miếng để sáng chị em không có lòng. Ngày ấy có muốn yêu cả mì khoai ăn còn là cháu bà tiên năng trong học. Trời ơi, không tiếng quá đi chị hai của tôi ơi. Con à, chị cảm ơn em. Vì chị mà em chịu nhiều thua thiệt. Trời trời, trời trời. Chị hai, bữa nay sao chị nói gì kỳ vậy chị hai? Nội, ba mẹ cô Dượng có nghe chị hai con nói gì không? Nói gì con? Trời, chị nói Toàn ơi, Toàn à, chị cảm ơn em nha. Vì chị mà em chịu nhiều thua thiệt. Trời ơi, bà làm như mình với bà là người dân nước lã mặt bằng vậy đó. Thôi đi bà ơi, bà là con ruột, còn tôi là con ghẻ, cho nên ba mẹ mới lo cho bà, còn tôi thì không. Ê, nhưng mà tôi nói cho bà biết nha, chưa chắc ai hơn ai à. Tôi thi rớt đại học không, thì tôi chuyển qua con đảm nghề, rồi lý thống lớp đại học, thì dài ba năm nữa sẽ có cái bằng thạc sĩ y chang chị mà thôi, đừng đi dễ à nha. Nội rất vui, thì các cháu bà vẫn yêu thương nhau. Bên à, má mừng lắm, vợ chồng con đã gả các cháu lên người. Cũng nhờ ơn đức của má đó. À, hôm nay là ngày sinh nhật của hai con, cũng là ngày con Hàm nhận được bằng thạc sĩ. Nội và ba mẹ cũng đã bàn bạc và thống nhất. Tôi long trọng tuyên bố, kể từ hôm nay,
tôi sẽ giao chức giám đốc lại cho con gái cưng của tôi, Mỹ Hà. Vâng, bà giám đốc. Ba, con cảm ơn ba, nhưng mà con không dám nhận đâu ba. Con hãy thay ba mà đảm nhận. Sức khỏe của ba lúc này không được tốt, ba phải làm việc gì một thời gian. Anh hai, sao lại như vậy hả anh hai? Tại sao lại giao cho con Hằng? Con Hằng nó là con của bà. Ủa? Ừ, con Hằng nó là con gái, con thằng con. Thằng con là con trai, thằng bé có quyền thừa kế. Cả việc gia đình, anh giao cho con gái là chẳng công bằng à. Trời ơi, con gái là con trai, con việc làm gì, ai giỏi thì đâu. Anh có sao nói vậy? Nữ sinh phải không? Nè nè nè, bố bỏ cho, con dặn chồng câu. Con là con gái, con việc này, chị hai xuất chắc. Con cũng hổ hết mình. Gọi nhiều cho cháu của con. Đúng rồi anh hai. Dạ thưa ba, con không dám nhận đâu ba. Con chưa có đủ kinh nghiệm đâu ba. Kìa chị hai, lại càng không dám giao cho em. Em biết khả năng của em làm không có được mà. Dạ thưa nội, thưa ba mẹ, con thấy cô Út nói đúng đó. Ngay từ khi con nhỏ biết như thế bây giờ, nội và ba mẹ luôn dành cho con mọi sự ưu tiên. Con em con thì luôn giữ gìn phương thiện. Đâu đâu đâu, chị lại nữa à. Chị là con gái, còn em là con trai. Con trai ai đi phân biệt với con gái. Đây nè, em hỏi chị, theo chị học kinh nghiệm nữa nè. Biết câu vài ba năm nữa em sẽ lập công ty riêng của em, còn vẫn là công ty của chị nữa đó. Em có ý kiến, anh hai à. Được rồi, được rồi. Bây Quỳnh giờ là... Tạm thời tôi vẫn tiếp tục điều hành công ty, được chưa? Hằng à. Dạ. Sau bữa tiệc con ngày, con nhanh chóng đến phía, gặp phía đối tác công ty toàn cầu. Làm tất cả các thủ tục và xem đó ký hợp đồng với họ. Chị hai, em cứ tưởng vào khả năng của chị lúc đó. Đó cố chị hai. Cố gắng lên con. Lễ ký kết hợp đồng sẽ được thực hiện tại đây. Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Kìa, ông cậu, sao có vẻ buồn bã quá vậy? Để làm phải vui lắm chứ. Vui làm sao được mà vui. Việc chính của tôi chưa thực hiện được. Cho dù cái hợp đồng kia có đem lại cho tôi cả triệu đô la đi nữa. Tôi hiểu tâm trạng của ông. Tôi biết. Giờ này cái khát vọng tìm gặp vợ con hay ông, nó lấn áp tất cả. Tuy nhiên cuộc đời này dường như quá hẹp hẹp. Đôi khi giữa tình và tiền, ông chỉ được phép chọn một. Là bạn tôi, ông đã quá rõ cái lý do khi tôi qua lại Việt Nam sau hơn 20 năm dài dằng dặc. Hơn nữa ông cũng thừa biết, tôi đang bị thần chết kéo đi. Nên tôi muốn tìm cho bằng được vợ con. Ông cần tình của tôi không à? Cảnh à, tôi cần tình. Mà cần bỏ tôi. Nếu như Sài Gòn rất tốn hơn vài tháng, có lẽ không hết vợ nhà, mất cả đạo vợ chồng. Ông còn may mắn hơn tôi. Chút nữa tình vẫn còn âm ý. Chưa bị giờ gấp tình vẫn còn mất ngày hạnh phúc toàn. Tôi vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn hy vọng. Hy vọng thì cứ hy vọng. Nhưng nếu... Nếu là ngày gì mà không tìm được vợ không có thì nỗi đau càng hành hạ tôi hơn. Tôi cũng đã từng đau. Rất đau. Nhưng rồi cũng phải tự băng bó lại vết thương và tiếp tục sống. Sống chết đối tôi lúc này không còn quan trọng. Mà thật ra tôi đã chết gần lâu. Từ cái ngày đến máy bay chạy sang Mỹ,
cuộc sống giang dị là một trái tim bệnh hoàn hồn và nỗi đau đớn của linh tâm được hàng đêm trăng trận. Để rồi 70 năm cứ sống già dò ẩn hận mới biết mình đã vì những định kiến lầm sai. Không tin thân đời còn có nhân nghĩa bao dung, tôi dội giá ngoài đường tìm cho mình an thân qua năm giờ tình. Là nỗi cay đắng của một thằng đàn ông bị phản bội. Còn tôi là điển thắng nỗi nhục của một kẻ hèn, là sự sỉ nhục của một thằng đàn ông phản bội. Không tìm được vợ con nghe nói lời xin lỗi, tôi không đang sống nữa. Tôi không đang sống nữa. Ông đã đồng dàn dạt suốt gần 7 năm rồi còn gì. Suy cho cùng đây đâu phải là tội lỗi của Xí không? Cũng như giờ tôi, nếu như tôi không bị đứt ra khỏi mái ấm gia đình, không bị đẩy vào cuộc chiến, khiến cô ấy phải chịu đựng xa cách, lo sợ không biết tôi tưởng chậm lúc nào, thì có lẽ cô ấy phải là người vợ thủy chung. Thôi, chuyện tôi đã làm sẹo thì khuyên ông đừng nên nhắc lại làm gì. Thời gian không thể thay đổi tất cả, vết thương nào cũng thành sẹo, da đầu cũng có thể làm lành, nhưng mà nỗi đau vẫn còn nghẹn. Chẳng lỗi hay nó đã làm nhiên, khiến trở trời làm ta đau. Bởi càng lâu càng nằm sâu hơn, đau cũng thành tâm can. Tôi và ông làm sao mà thể quên được. Xin chào hai ông. Ô, chào cô. Chào ông. Chào cô. Chào ông. Mời cô ngồi. Cảm ơn ông. Bản ký kết hợp đồng tôi đã xem xong. Hôm nay xin trao lại cho hai ông. Cô là người trợ lý quá cẩn thận đi. Bản hợp đồng này cô đã tự tay thảo, đã nghiên cứu cả tuần. Thế mà hôm nay trước kia thì chúng tôi duyệt lại, cô còn kiểm tra thêm một lần nữa. Mong hai ông thông cảm, bởi vì tôi mang trên vai hai trách nhiệm riêng chung. Là con gái của nhau mình, vừa là trợ lý giám đốc của ông ấy, nếu sơ xuất gì phải chịu trách nhiệm rất tôi, lịch làm và bổn phận. Các chú tôi đã chờ đợi đến bao giờ? Chúng ta bắt
đã về đây hơn 2 tháng rồi cô ạ. Nhưng ông mới làm việc với công ty của chúng tôi có 3 tuần. Chính vì thời gian quá nhanh cho nên tôi cảm thấy buồn. Cô trợ lý, ngoài chuyện hợp đồng ra, cô có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Dĩ nhiên là được, thưa ông. Khi Sài Gòn thất thủ, cô ở đâu? Ông trông tôi nhiều tuổi lắm sao? Không. Câu hỏi của tôi hơi dọn dẹp quá. Chứ còn ý của tôi thì... Dạ không sao. Vài phút trước khi Sài Gòn thất thủ, tôi còn nằm trong bụng mẹ. Còn ngay sau khi Sài Gòn giải phóng, tôi và em tôi vừa cất tiếng chào đời, vì mẹ tôi xong đôi. Hai ông có biết không, hàng trăm công dân của thành phố cũng được ra đời vào ngày đó. Nhưng sao lại hỏi tôi như vậy? Có lẽ mọi thủ tục hợp đồng diễn ra khá nhanh, khiến cho tôi cảm thấy nhoi vậy mà. Kìa, ông làm sao vậy? Xin lỗi cô, ông bạn có những câu chuyện khác không cần trong việc làm ăn. Thôi, tôi xin phép, tôi đi đón giám đốc. Mời cô. Cô dạ. Dượng, mời cô Dượng vào trong, cháu đi đón ba cháu. Đi đi cháu. Dạ. Ô, xin chào hai ông. Chào khách. Chào. Xin giới thiệu cho hai ông, đây là một mình, vợ tôi, phụ trách tổ chức nhân sự của công ty chúng tôi. Chào ông, rất hân hạnh. Chào ông. Chào bà. Mời ông bà ngồi. Cảm ơn. Ông nhà thì chúng tôi đã được biết từ lâu. Hôm nay chúng tôi mới rất là thành được biết bà. Còn đây là ông William, trợ lý của tôi. Ông William nói tiếng Việt rất giỏi. Thưa bà, tôi còn biết ăn mắm tôm. Ăn thịt chó nữa đấy. Thì ông bạn bà với xứ sở này quá rồi. Hơn 20 năm trước đây, ông William sang Việt Nam làm cố vấn quân sự. Còn bây giờ, ông ta là một chuyên gia kinh tế. Với tôi, Việt Nam là đất nước có nhiều duyên nợ. Tôi trở thương quán ảnh. Ông William, đã hơn 20 năm trôi qua, chúng ta đừng nên nhắc lại những mất mát đau thương trong quá khứ. Như thế thì chúng ta mới làm việc trong tâm trạng thoải mái hơn. Các chị gửi mở cho chị lên việc làm ăn của công ty giữa chị các ông. Một công ty hoàn toàn của chúng tôi bước đầu đã được thuận lợi. Gần đây, sản phẩm của công ty giữa chị được quảng bá rộng rãi ở nước tôi, nhất là mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Trên đà này, tôi tin rằng việc hợp tác làm ăn sẽ tiến triển tốt. Ông Cảnh, hình như ông không được khỏe. Tôi thấy ánh mắt con không được vui nữa. Vô cả của ông đây. Tôi cũng ánh mắt tương tự con nghe thấy. Hay là ông còn điều gì đó khiến cho ông còn canh cánh trong lòng? Có phải không ông Cảnh? Thật tình thì tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Đã không biết nhau thì thôi. Đã biết nhau mà lại còn hợp tác làm ăn với nhau thì ông cứ bộc bạch những điều khiến cho ông dài dứt. Đến đâu chúng tôi có thể chia sẻ với ông? Ông đã thật lòng nói thế thì có lẽ tôi cũng không nên khách sáo che đậy làm gì. Đúng là lần này tôi trở về đây, điều tôi bận tâm nhất là không phải việc làm ăn mà là ông bạn của tôi muốn tìm đợi vợ và con của ông ấy đã thất lạc hơn 20 năm, thưa ông. Vậy ông đã có tin tức gì chưa? Rất tiếc là chưa. Cũng có lúc tôi cứ tưởng tìm được đầu mối của cuộc chuyện, nhưng nó lại tiếp tục rồi. Ông kìa tình. Không cần, hình như ông cậu nếu không được khỏe thì phải. Ông bà tôi sắp phải bỏ thi. Chị à, đây cũng là cuộc bầu thuận năm ăn thua của tôi. Thưa ông, chị và cháu đã thất lạc trong hoàn cảnh nào hả ông? Vợ con tôi... Ông Cảnh, xin lỗi quý vị. Mỗi lần nhắc đến vợ và con thì trái tim cô bạn lại lên đau đau. Thôi, có lẽ chúng ta nên trở lại chuyện này khi nào ông bà tôi khỏe lại. Còn bây giờ ta lên bàn nói chuyện ký hợp đồng. Nội dung của bản hợp đồng mà chúng ta đã thỏa thuận chi tiết đó từng chữ. Tôi đã trình lên ông giám đốc, ông ấy sẽ tới trong chút lát. Thưa hai ông, giám đốc của chúng tôi tới. Đây, xin giới thiệu cho hai ông. Đây là ông Nguyễn Gia Bền, giám đốc công ty của chúng tôi. Đây, ông Lê Định Cận, giám đốc công ty Hoàng Đồng. Chào, mời ông ngồi.
như tôi nhớ không lầm, trước đây ông là sĩ quan dùng mà cấp bậc đại quý. Dạ, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng bây giờ tôi mang quốc tịch Hoa Kỳ, tôi sang Việt Nam với tư cách là một doanh nhân. Chứ, ông bà tôi về nước là ngày 2 tháng 5. Vì những lời tôi nói không gặp các bạn học tập kinh tế. Nhưng đây là cuộc gặp mặt bất ngờ giữa tôi và ông Cần. Một cuộc gặp mặt mà tôi không hề mong đợi. Hay anh gặp ông Cần với một vị nào? Tôi chỉ gặp ông Cần mấy phút trong cái không gian nhập nhọn ánh đèn và ánh chớp của lửa đạn. Chớp thật và rất ngắn. Trong cái không gian hoảng loạn của những giây phút sắp kết thúc cuộc chiến, có lẽ khó có thể để cho người ta nhớ. Nhưng gương mặt của ông Cần thì tôi không thể nào quên được. Thưa ông, nhà tôi bên thị nghèo, vợ tôi chuyển một sắp xanh, nên tôi phải về đưa vợ tôi đi sắp. Tôi chỉ là một dân, chỉ biết đạp sức lâu thôi. Xin ông tha cho tôi, đừng bắn tôi. Bà đã nói gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Thưa ông, thật tình tôi không ngờ cuộc tái ngộ của chúng ta lại diễn ra trong hoàn cảnh này. Thưa các vị, chính tôi đã bắn gãy chân ông mình khi ông đang đạp xích lô. Tôi yêu cầu ông ta dừng lại vì tình nghĩa, cho nên tôi chỉ bắn vào chân. Chỉ vì tình nghi thôi mà ông đã bắt vào chân của ba tôi. Nếu như không tình nghi thì ông còn chết ba tôi à. Ba ơi, đêm trong á nhân tàn nhân đã bắt vào ba. Chiến thắng đã thành nên chiến thắng.
ngay từ lúc đầu tìm kiếm đối tác làm ăn, tôi đã đề nghị các chị phải hết sức thận trọng. Chúng ta hội nhập, nhưng hội nhập phải có chọn lọc. Đừng vì lợi ích kinh tế mà làm mờ mắt, không còn phân biệt được bạn thù. Tôi đề nghị, chúng ta nên quản ngày ký. Thậm chí chúng ta có thể hủy hợp đồng. Thái, âm thanh. Tôi biết tâm trạng của cô những lúc này, nhưng chúng ta có để hận thù lợn giỡn một bóng ma ám ảnh thì hiện tại và tương lai của chúng ta sẽ đi những bước thụt lùi. Ông Cần, ông William không có gì thay đổi cả. Chúng tôi được ký hợp đồng với các ông. Anh ơi, con! Anh ơi! Anh ơi! Con! Ba biết việc làm của ba, ta làm không phải vì bản thân ba, mà vì các con, vì con cháu các con. Và một gì nhiệm cầu kết nối giữa hai dân tộc, hai quốc gia trên bước đường hội nhập, còn quá nhiều phút hiểu gặp nhau. Ba. Con không muốn làm việc với một người đã từng gây đau thương cho ba, gây đau thương cho gia đình ta đâu. Ông Cẩn, ông Cẩn, ông Cẩn, ông có hiểu Cẩn. Xin lỗi quý vị, cho chúng tôi tạm quản công việc nhà giàu một tốt khác. Ông Cẩn, ông bị lè. Tôi thấy con thở quá. Cẩn, lè mà đưa cái gì? Tự nhiên, con nhìn ông ta không có tình cảm.
Có phải vì chuyện của ba mà con có thành kiến với ông ta không? Ba, nhưng ông ta không có thật lòng hợp tác làm ăn với chúng ta đâu. Mà chủ yếu, ông ta về nước lần này là muốn tìm lại vợ con của mình. Mà con cũng không tin nữa. Ba mẹ coi nè, vợ con của ông ta đẹp như thế này, vậy mà ông ta nở, bỏ rơi họ đó. Đất nước đã mở cửa bao nhiêu năm rồi, có nhiều người họ về để họ làm ăn, có khi còn hồi hương luôn nữa. Vậy thì tại sao cho tới bây giờ ông ta mới trở về lại tìm vợ con của mình? Con nghĩ trong chuyện này còn vấn đề gì khác đó bà. Con à, không phải ai cũng dễ dàng xóa đi những thành kiến, những mặc cảm nghi kỵ. Có khi ông ta còn có biết chuyện gì đã xảy ra ở trên quê hương, mà dù có biết đi nữa thì cũng chưa chắc là những thông tin chính xác của con à. Nói nhưng là người đã không có chung có thủy á, con thấy chúng ta không nên giao hảo với họ. Bà có biết không, ông ta ra một điều kiện phụ mà còn quan trọng hơn những điều kiện chính thức trong bản hợp đồng nữa. Ông ta nhờ ba giúp con mấy điều năm mới chờ có được. Vậy địa điểm và thời gian nằm trong những nghĩa bà quá đông của ba. Ông ta hứa sẽ tạo mọi điều kiện ưu tiên cho đối tác. Không cần phải dùng công mà nhân nghĩa tấm lòng nhớ nhau. Có một khẩu tin nhắn, ông ta nhờ giá báo rằng để thông báo đó ba. Ông ta biết đây đã rồi, thưa ba con đi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có gì đâu con, đâu có gì đâu. Mẹ, con đi nha mẹ. Con đi về sớm nha. Dạ. Nhớ về sớm nha con. Dạ. Kìa, con ra. Kìa, làm sao đây con? Hả? Con sao vậy con? Mình có sao không con? Mình có sao không? Hả? Mình à, mình. Hả? Chuyện gì vậy con? Tìm vợ nhà con, tôi Lê Thị Cẩm, từng là đại ví dụ trong chế độ cũ. Vợ tôi là Cầm Thị Mỹ Hoàng. Ngày 30 tháng 4 năm 75, đi qua cảnh đặc biệt, nên tôi bỏ vợ, tôi sắp xâm lại Sài Gòn. 20 mấy năm qua, tôi cũng muốn trở về Việt Nam để lại vợ con tôi, nhưng chưa có điều kiện. Nay sức khỏe tôi không cho phép tôi trầm trừ. Vậy ai biết vợ con tôi ở đâu hoặc có tin tức gì, hãy báo cho tôi tại khách sạn. Má, chẳng lẽ đó là... Có thể lắm con à. Con nè, sao với chuyện tấm thẻ bài đó? Em không biết gì hết. Mình, chúng ta đứng dậy nuôi dạy mà. Nó thật sự là con của chúng ta mà mình. Anh không phạm lỗi em, nó là con của chúng ta. Là đứa con thông minh ngoan ngoãn. Đến giờ phút này, Em xin mình. Hà, chuyện ấy các con giữ kín khi cháu nó còn nhỏ. Chúng ta đã làm được điều tốt. Còn bây giờ, cháu Hằng nó đã 25 tuổi. Cái tuổi khá chín chắn để nó có thể chấp nhận sự thật. Dù sự thật đó khiến nó đau lòng. Chuyện cho nó biết sự thật là điều cần phải bàn bạc và suy nghĩ. Nhưng đòi hỏi chúng ta phải hết sức dũng cảm đó con à. Má nói đúng rồi mà nè.
bị tổn thương không hiểu làm đâu. Hà, Hà, má hiểu, má biết tâm trạng của con mà. Lúc đầu má cũng nghĩ như con, cháu Hằng một vậy chúng ta cậu hại có một đám cháu ra khỏi tổ ấm này. Mới hay biết má suy nghĩ không vui, cứ mãi đắn đo những gì con làm khổ người cha ruột mà chỉ gắt thăm mình. Làm khổ ai đơn tình cha con là chuyện không nên. Má à, sự thật này khó mà hiểu tiếp được, nên má cùng các cô đã bàn bạc lúc trong khi ông còn phải công nhiên chuyện khó sống này chắc chắn khó còn còn đâu em cũng không dạy ra mẹ em có thể tự tình nhưng chồng quá đau sự thật chẳng đạo sự thật anh một em thì chấp nhận à. Hà, anh có biết đó chính là đồng chủ của em mà. Hà con, anh còn nhớ không lúc em sanh thằng Toàn, nó nằm bên cạnh, ai cũng tưởng là em sanh đôi hết. Đứa con này em không còn mà được. Tìm nó cho thấy mẹ con em nó có đi với nhau. Em không thể, em không thể. Mình, em còn nhớ rất rõ cái ngày em bồng nó về chuông ấp. Tạo nên sống chưa? Không,
sự thật kia đã bị các buổi thời gian chung lấp, thì cứ để nó nằm im trong quá khứ. Khơi lại làm chi cho lòng thêm bối rối, như tự tay vốn nát trái tim mình. Má không ép
trong chuyện này. Nhưng chuyện của cháu hả? Mang nghĩ tới cẩn thận phần có những gia đình gì chiến tranh thế sống chung với mái nhà của chúng ta đi nữa, nhưng sẽ có thêm một gia đình sum họp, tình nghĩa sẽ thêm sâu ân quán sẽ dưới dân. Ba,
không cần tìm lại vợ con đâu. Mẹ con không có thiện cảm cho mấy đó ba. Thì cũng như con đâu muốn công ty chúng ta ký hợp đồng với công ty ông ấy. Thật ra hoàn cảnh của ông ta đã không cao, đáng chia sẻ hơn là đáng khóc. Dù ông ấy về nước hơi muộn, nhưng tôi cũng hiểu trong suy nghĩ của họ với chúng ta có một sự ngăn cách vô hình. Giờ ta muốn xóa mọi sự ngăn cách ấy bằng hành động thiện chí, nhân ái. Nhưng công việc này sẽ rất vất vả cho ba đó. Ba cũng biết á, cả nhà ta ai cũng lo cho sức khỏe của ba hết á. Vết thương của ba cứ tái đi tái lại, mà nhất là trong bệnh cao huyết áp của ba. Không sao đâu, ba khỏe rồi. Một phần ta lo cho con, chưa có kinh nghiệm hoặc cá lòng ăn với nước mạnh. Một phần ta cũng tranh thủ thời gian, làm được những gì thì làm. Nếu lỡ một ngày nào đó, ba không phụ lòng. Kìa ba, con sẽ cố gắng để không phụ lòng ba. Chào. Chào. Nếu con cảm nhận với con cận, ông ta bất ngờ cảnh dậy như người chưa bị bệnh tim trầm trọng. Chào, tôi rất hy vọng vào sự giúp đỡ của ông. Tôi rất mừng vì ông đang quan tâm nguy hiểm. Cảm ơn ông. Chào cô. Chào ông. Đây là nhà tôi. Chào. Chào bà. Mời bà ngồi. Mời ông. Chào bà. Bà đến đây nếu bà đã quan tâm đến chuyện cô cạnh đi. Nếu có qua những lời giúp đỡ, cảm ơn bà rất nhiều. Ông cạnh à? Mình. Tôi. Ông cạnh. Tôi cũng đang bị bệnh tăng huyết áp của tôi. Những con gái của tôi thay tôi nhận chức giám đốc và lo việc tìm kiếm vợ con ông. Còn mình à, sao mình giao cái việc nặng nề cho con vậy? Làm sao mà không biết được cái việc xảy ra 20 mấy năm về trước chứ? Thưa ông bà, một lần nữa tôi rất biết ơn sự tận tình giúp đỡ của gia đình ông bà. Nhưng tôi về đây thời gian khá dài mà tôi chưa làm được gì cho mình. Tôi cũng tuyệt vọng lắm. Ông cần, ông phải hết sức tận tình, ông cũng được xúc động đấy. Nếu lần này về mà không tìm được vợ con, chắc chắn là tôi sẽ không còn cơ hội nào khác. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Không tìm được vợ con để nói một lời xin lỗi, tôi chết sẽ không nhắm mắt. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn còn nhớ rõ trước khi mình đã làm những gì. Tại sao ngày ấy tôi lại nhận tâm vợ con tôi? Trong chuyện này tôi cũng có lỗi. Nếu như ngày ấy tôi không làm cho ông cảm thấy sợ bị nghi cảm trả thù, thì có lẽ ông ta sự gì đã không sao trong đầu. Dù cho ông bà có giúp tôi tìm lại được manh mối gì vì vợ con tôi hay không, tôi cũng ngại mình lắm. Mỹ Quỳnh ơi, anh có lỗi với em. Anh sắp chết mà vẫn chưa tìm được em. Hãy tha lỗi cho anh. Hãy tha lỗi cho anh. Thank you.
thêm một mối giấy tờ rồi anh sẽ đi ngay. Em đau bụng quá, em sắp sanh rồi, anh đưa em đi sanh đi. Sắp sanh thì mình đi vào nhà bảo sanh. Ở đây không có xe cộ gì hết, bà con kêu quanh sổ đã bỏ đi hết rồi. Anh đưa em đi sanh đi. Không được, mình nói tự đi. Bye.
Về sau những chuyện này, mẹ hãy giữ nó. Ngày sau vợ chồng mình sẽ gặp lại. Anh đi. Lòng tốt của tôi được ông đền đáp như thế là cùng một thằng nhờ. Đi. Anh cần em gian sinh anh. Anh đừng đối xử với anh William như vậy. Anh ấy là ân nhân của anh, của em và cả gia đình của chúng ta. Nếu không có anh ấy thì có lẽ giờ này anh đã bỏ xác vào dung môn rồi. Anh ấy cũng còn có vợ, còn con. Đang chờ đợi anh ấy trở về. Anh William, tôi xin thay mặt chồng tôi xin lỗi anh ngàn lần. Và tôi cũng xin anh hãy lo lắng cho chồng tôi nơi phương trời ấy. Tôi cũng thành thật xin lỗi. Chỉ vì một phút đau lòng mong ông bỏ qua cho. Anh cần em đến anh yêu thương mẹ con em. Không muốn bỏ mẹ con em lại. Nhưng em còn yêu thương anh. Em không muốn nói cả anh chuyện gì. Anh đi đi. Biết đâu như thế còn có ngày em gặp lại mẹ con em. Anh đi đi. Cảm ơn. Mẹ bà chúng ta cảm động. Đi, mau lên. Đi bà. Em không nỡ. Đi bà. Em sợ bên em. Đi bà. Trời ơi, đi mau lên. Vợ ông như thế nào không?
đồng của tôi đi qua nghe. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cô khách khóc. Tôi đã gặp một sản phụ còn rất trẻ, chị ta đã đáp rớt, chị ta tự sát trong người của chị ta toàn là máu. Chị ta đã ngã quỵ gì vì kiểm soát. Gặp được tôi, chị ta cố gắng đưa bàn tay lên. Tôi bàn tay dính đầy sao
quà cao để cho bà nuôi dưỡng. Ông nhìn lại mình đi, ông có xứng đáng gặp cha của nó không? Bà, mình, bà nói đúng, tôi là người ta thể mà. Nếu đã như vậy, thì ông với con đi đó đã chết rồi. Không, con tôi vẫn còn sống, con tôi vẫn còn sống. Mình à, thưa bà, tôi nghĩ qua bà học cần để sự tìm được anh mối của gia đình. Và sau đó bà có nhận nuôi cháu bé? Thì nhà tôi đã nuôi nó. Bà, thì sự thật cái là tôi có nuôi. Nhưng mà thì sao hả bà? Chỉ lượng thời gian tôi cũng đem cho người khác rồi. Bà nói đúng, tôi không đáng để nhìn vợ nhìn con. Nhưng ba mắt của bà, tôi biết con tôi vẫn còn sống. Chắc nay nó đang trưởng thành, nó đã lên người. Như vậy tôi có chết cũng an lòng. Tôi sẽ nhìn được con tôi sẽ gặp được con của tôi, phải không ông? Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ông à, thưa bà, con biết mà, mặc dù các cô ấy ở đâu, xin cho chúng tôi biết ngôi mộ để chúng tôi đến thắp nén nhang thờ phụng. Chị ấy được quả thiêu, cho bốt được gửi vô chùa. Mẹ ơi, có phải người Việt mà sao hỏi lời sinh nhật của con để được dẫn con lên chùa cũng chị ấy có phải không mẹ? Mị hoàng ở trong hồn em có linh thiêng, hãy phù hộ cho anh, hãy phù hộ cho anh tìm được con. Ông Julia, nếu một ai tôi có mệnh hệ nào, ông hãy khai cứu tìm cho bằng nửa con tôi. Nếu không, đội em hận sẽ theo tôi đến tận cùng cái chết. Không nha, tôi biết bà giận tôi nhiều lắm, nhưng tôi xin bà hãy thương cho một người sắp ra đi. Xin bà hãy chỉ dùng con tôi gian bà mà, tôi gian bà mà. Không, không. Con ơi, là con gái.
có lòng chấp nhận sự thật này. Nhưng lòng được mong manh cùng chỉ khi
Hằng. Con hãy nghe lời ba mẹ. Con hãy đến với ba con. Con hãy nhìn lại ba mẹ. Hằng. Hằng à. Ngoan ngoan. Chị hai, trời ơi, sao không lên phòng ngủ mà cũng gục thế này vậy? Chị đâu có ngủ. Tại mệt quá đó chị. Nè nè, phí sức á, làm mẹ đầy đó. Nhà này mẹ của chị hai nhất. Chắc tại qua bệnh nằm trong bệnh viện. Còn em thì không giúp được gì cho chị. Rồi còn cái chuyện... Chị hai ơi, chị đánh cho em vài sáu tình tiết đổ mồ hôi là sáng khoái. Bao nhiêu mệt giờ cũng tan biến, đi chị em. Còn à, chị không phải là chị ruột. Còn có còn thương chị như thế nào không? Trời ơi, em thấy cái chuyện này có gì nặng nề đâu. Mà mẹ với chị là quan trọng quá vậy. Với em chị là chị ruột hay là chị nuôi gì cũng không quan trọng. Mà quan trọng là chị em mình có còn thương mến nhau. Con bị sốt cảm, chị á, thương mặt cảm. Cho đời em chỉ có người chị là thân thương chung một mẹ cha mấy chục năm trường nhà. Chứ chị có thêm một người cha. Đó là niềm vui thêm của chị hai. Nếu như ngày xưa ba cậu không nên tội ác, không nên thương tích cho ba bờ, thì chị sẽ đỡ tuổi lòng và đỡ phải tự ti hơn. Chị hai ơi, chiến tranh mà ai biết trước mà lường. Nhưng chị không còn là con gái của ba nữa. Nè nè, trừ khi chị muốn vô tình, muốn cắt rời nghĩa nặng tình thâm cho nên chị mới nói như vậy đó. Chị đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng mà sự thật thì làm sao chối bỏ. Chị hai, sự thật thì không thể nào chối bỏ. Nhưng chấp nhận và ứng xử như thế nào thì mới cần đã nói. Mấy bữa nay ba bệnh nằm trong bệnh viện. Mẹ thì lặng lẽ một mình đóng cửa trong buồng á. Bà nội cũng vào bệnh viện chăm sóc cho ba. Ở nhà chỉ còn có hai chị em mình à. Mà chị thì mất hồn thờ thẫn, làm cho không khí gia đình trầm nặng âm u. Tự nhiên em cũng thấy bơ vơ lạc lõng một mình. Em sợ một ngày nào đó em không còn có chị. Con, con ơi, chị sẽ không đi đâu hết. Chị sẽ không nhìn nhận ai hết. Chị hai, sự thật đã hơi bài ra đó thì chị nên chấp nhận thôi chị hai à. Con, em không muốn chị ở trong nhà này nữa sao con? Chị hai, chị đừng có nói như vậy mà. Chị cũng như em có biết gì đâu chuyện thời xa xưa ấy. Nỗi đau thương đã được người lớn cảm thông là để cho chúng ta được niềm vui trọn vẹn. Thì chị đừng vì những mặt cảm đau đớn chẳng do mình tạo lấy mà làm cho tình nghĩa chị em bỗng dưng xa lạc thâm tình. Tôi chẳng không cần gì đâu, chỉ cần có chị hai thương mến tận cần. Ông chỉ mờ xa xa mày. Chị hai anh cũng chỉ mang trong người dòng máu của ai cũng nhớ gia đình. Chị nhận là con yêu quý.
được gặp với gia đình mình. Còn ơi, gặp xong chỉ có thể xa những người thân đã hơn 20 năm thâm đậm. Chị hai đôi mắt ấy đã mấy đôi lòng thương nhau. Gặp gặp những năm chính có đã giờ cho mình. Gặp được con không nhận, không nhận. Chết lòng càng thêm đau khi mà chỉ đừng để sau này hối tiếc vì không thấy. Bao nhiêu tội lỗi chứ cánh dài trời người đời tha thứ cho nhau và bán dạy mình sống phán chung đài. Khi bạn thật tốt chị hai ơi, hình như ba về. Thôi, chị đi ra đón ba, còn em vô kêu nội. Nhớ nha, không có khóc nữa nha. Nội ơi, ba về, nội ơi. Ba, coi, con khỏe chứ ba? Con thấy con người thế nào rồi? Ba con chưa có khỏe đâu, con để ba ngồi đi. Con ngồi xuống đây với ba. Về tới nhà, bà thấy thoải mái quá. Còn cô á, mấy bữa rài trốn ở nhà, sao không vô bệnh viện thăm tôi? Dạ cô. Đúng không má? Đúng.
nè. Dạ. Lâu lắm rồi á, anh đã nghe hết câu này nghe được cái nha. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Tụi bạn tụi nó quê hả bạn? Anh Hải không ra? Con sao vậy cô? Không sao đâu má. Con nè, con khách được con. Dạ, con khách được con, ra mở cổng đi. Dạ, mời ông. Xin chào mọi người. Chào ông Bilia. Mời ông ngồi. Chào mọi người. Sao rồi, sức khỏe cảm thấy nào rồi? Ông cần để tạm ổn. Còn ông? Tôi cũng khỏe nhiều rồi. Tôi mừng cho ông. Còn ông cần thì đi lại cái khó khăn. Ông nhờ tôi thay mặt đến đây từ dạ và cảm ơn gia đình ông đã có con nuôi dạy cháu học đến trường. Ước nguyện gặp lại vợ con của bạn con chỉ còn một nửa. Hôm qua tôi chào em đến ngôi chùa để lưu trữ hài cốt của vị hoàng để thắp cái nhang tạ tội. Ông ấy đã khóc, khóc thật nhiều. Giọt nước mắt mà tôi thương như hồng khóc đầm chai đã cạn. Giờ ngày mai không chân sâu thẳm. Tôi mới đào tạo vào tính cách bình thường của một người Việt Nam chân thật. Tôi quý sự thủy chung chị chồng của một người vợ trẻ. Ngài bước chân trên máy bay, ông ấy nhớ được bỏ lại người vợ đang trong ngày sinh nở. Ông ấy lao ra cửa máy bay để nhảy xuống. Ông khóc ngất lên như đứa trẻ thơ một mình để quan lại. Giọt nước mắt như mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Vì chính tôi là kẻ đã tiếp tay làm tan vỡ một gia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con xin chú đã xong. Chú xin phép. Khoan. Ông William, chờ tôi một chút. Hằng con, con phải mãi là con của ba mẹ. Với ông rằng, dù không có công nuôi được, đã bỏ mẹ con trong lúc mang thai. Nhưng đó không phải là sự vô tâm, mà sự hoảng sợ nhất thời, vì sợ bị trả thù. Ba con là người đáng thương, đáng được tha thứ. Với lại, ông ấy đã ý thức tội lỗi của mình, đã trở về cố công tìm kiếm mẹ con. Dù con không muốn về với ông ấy, nhưng đạo lý là không cho phép con không nhìn nhận cha của mình. Hằng à, không dễ dàng gì mà ba mẹ nói ra một sự thật mà ba mẹ đã giấu kín 20 mấy năm qua. Con không phải là do mẹ sanh, nhưng con chính là muốn ruột của mẹ. Tại vì dòng sự của mẹ đã chia đôi, một nửa cho con và một nửa cho em con. Dòng máu của ba mẹ ruột con đã tạo nên hình hài của con, nhưng mà sự sống và trí tuệ của con là do ba mẹ tạo thành. Con mãi mãi là con của ba mẹ. Ngôi nhà này là ngôi nhà của con, con có quyền đi hay về mà. Hằng à, con vẫn là cháu của nội mà. Cảm ơn của nội. Nội ơi, lòng con rối bời, con không biết phải tính sao nữa. Nội ơi, con đừng nên tiếp tục che giấu cái góc khuất trái tim mình. Nhưng còn góc khuất trên trái tim của ba bầu và của mẹ Hà, con biết bao đau khổ mà hai người sẽ tiếp tục chịu đựng. Nhưng mà hôm nay ông ấy đã trở về, và là góc khuất trái tim của ông ấy lúc nào cũng muốn con nhìn nhận lại ông ấy, gọi ông ấy một tiếng ba. Con hứa với ba là đến nhìn nhận ông chồng để cha con gặp nhau. Ông ấy đẹp được kêu tiếng cha của con lúc này. Phải không? Sức khỏe của ông ta đang nguy kịch, có lẽ sẽ mất bất cứ lúc nào đó con. Con à, con hãy nghe lời ba con, cho ba con vui đi. Cháu làm con hỏi. Hứa đi cháu. Hứa đi con. Hứa đi cháu. Hứa đi cho nội vui. Hứa đi con. Hằng à, nhưng tâm hồn tôi thấy thanh thản, yên lòng, ngơi nghỉ, dành chút thời gian còn lại với gia đình. Hằng
Dạ. Hai con đã trưởng thành thì phải sống yêu thương đồng học lẫn nhau, sống tử tế đàng hoàng với ông bà nội và ba mẹ đã sống. Người sống lâu không phải chịu nổi mà trong lúc thọ của mình phải làm gì có ích cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội. Dạ. Tôi nói có đúng không ông William? Dạ đúng cái đời thưa. Ông bà. Ông William à, ông cho tôi gửi lời chúc sức khỏe ông à. Cảm ơn ông. Thôi, ông ở lại vui vẻ. Tôi cảm thấy mệt. Chào ông. Cảm ơn ông. Xin phép á. Mình. Dạ. Đưa anh vào trong miệng. Vô nghỉ cho khỏe đi con. Vô nghỉ khỏe nha anh. Ba vô ngủ ngon với ba. Dạ khỏe hai ơi. Ba ngủ ngon với ba. Tất cả mọi người ở lại vui vẻ. Chị hai. Chuyện như vậy á, nó thật sự là con gái của ba chứ. Chúc mừng chị hai nha. Alo. Chị Hằng à, đó. Cháu của bà hôm nay giỏi lắm. Tôi xin báo cho một tin mừng. Cháu Hằng đã nghe lời ông Quang và bà Hà đã nhận ông làm cha rồi đấy. Kìa. Ông Cận, ông phải bình tĩnh chứ. Chờ. Tôi sẽ chuyển lời cảm ơn của ông đến với gia đình của mình. Và tôi sẽ là... Mẹ ơi, mẹ. Ba con ngủ rồi hả mẹ? Mẹ ơi, ba con ngủ rồi hả mẹ? Ba con ngủ rồi hai, anh hai ngủ hả chị hai? Thằng Gờ nó ngủ rồi hả con? Hả? Ừ. Anh Gờ anh ngủ rồi. Ừ. Một giấc ngủ bình yên, thật thà. Khi anh Gờ đang trốn cách gì? Cùng một con người. Ha 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 ha